Ngày 20 tháng 5, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 2023. Với thông điệp mỗi giọt máu, một tấm lòng, ngày hội đã thu hút sự tham gia của trên 400 đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn trực thuộc. Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Công ty với mong muốn hỗ trợ các cơ sở y tế vơi bớt khó khăn trước sự khan hiếm nguồn máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Với sự hỗ trợ của các y bác sĩ đến từ Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, ngày hội đã thu được gần 350 đơn vị máu. Toàn bộ số máu này sẽ dùng để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh tại cơ sở y tế.